Chào mừng các bạn tới với Excel trong tí tắc, mình là Heboom. Trước khi vào bài học, chúng ta hãy download file theo hướng dẫn bên dưới, sau đó chọn độ phân giải video để tăng mức độ trải nghiệm của chúng ta lên. Chúc các bạn học vui vẻ nha. Rồi mình nói tiếp ha. Dùng format để tạo ra một cái bảng Excel nó tương đối đẹp ha. Rồi kết quả thì cái này chủ yếu nói về tool và cách sử dụng tool là chủ yếu ha. Thì việc của các bạn là download file 10.17 xuống cho mình ha. Rồi sau đó tiếp tục mở file lên ha và thực hành cùng mình. Sau khi mà chúng ta mà làm thì nó sẽ ra một cái báo cáo sale kiểu dạng như thế này ha. Thì chúng ta sẽ biết được năm 2012 xu hướng của 3 năm ha, rồi tổng total là bao nhiêu ha, tương ứng màu là nhiêu ha. Rồi chúng ta cùng kết hợp với slicer để bấm cho nó nhanh hơn ha. Thì thật ra cái bài này chủ yếu là chúng ta trình bày cho nó đẹp báo cáo thôi. Còn về vấn đề nhận định á, thì cái bài này thì nó tương đối đơn giản nên không có cần nhận định ha. Rồi việc của chúng ta thì làm một cái bảng kiểu dạng như thế này với mình thôi. Data thì mình cũng đã nói rồi, những bài trước mình cũng đã nói rồi nên là mình không nói lại nữa. Các bạn bấm Ctrl Shift ha, qua rồi đi xuống ha. Rồi sau đó các bạn insert ha, một cái bảng table ha. Rồi tiếp tục ha, chúng ta sẽ kéo thứ nhất là vùng ha, cái thứ hai là nhãn hàng này trước đã ha. Thì mình cứ làm theo những gì người ta chỉ trước ha. Rồi là vùng này, rồi nhãn hàng này, đúng chưa? Đó, rồi tiếp tục ha, chúng ta sẽ kéo sale ra ha. Sale là tiền đó các bạn, doanh số đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là kéo năm ra ha. Đó. Chúng ta cũng tiếp tục thôi, kéo năm ra. Năm này là năm kế toán nha các bạn. Rồi mình phóng to lên cho các bạn nhìn cái này. Rồi tiếp tục ha, chúng ta sẽ format cái này trước ha. Format này, đúng không? Rồi đó, thì các bạn nhớ để cái này nhé. Rồi này. À, rồi tiếp tục á, chúng ta sẽ gì format cho nó xí view này. Rồi ok ha, trên này thêm tiêu đề các bạn muốn làm gì làm ha. Rồi cho slicer vô luôn nha các bạn. Đây slide ba cái này vô luôn ha. Rồi năm này, quý này, tháng này, đúng không? Thì đơn giản thôi, các bạn vào này, thả ba vợt này, analyst này, chọn slicer này. Sau đó các bạn chọn này, năm này, tháng này, quý này, đúng không? Rồi, đó, chúng ta sẽ cất tầm nó một xí nha các bạn. Đầu tiên là mình không cần cái title thì chúng ta vào select setting ha. Rồi sau đó display header ha. Rồi no, no data thì nó hiển thị ha. Một cái này, đúng chưa? Một thằng ha. Rồi chúng ta sẽ rồi ok ha. Rồi một cái là man ha, man thì để đây năm năm quý tháng ha. Rồi cái này cũng tương tự này. Ok không? Đó. Rồi cái thứ hai ha. Đó, thì chúng ta kéo thêm dòng Ctrl Shift cộng nghe các bạn. Rồi tiếp ha. Đó, cái này mình cũng kéo xuống dưới nha. Rồi cái này thì tháng, tháng thì mình cũng làm tương tự thôi. Thì mình cũng bỏ cái header ha. Slide này. Đó. Ok không? Rồi chúng ta sẽ chọn là thêm 4 tháng ha. À, 4 ha. 4 ít. Chứ 4 là 3 đó. Rồi chúng ta kéo ra xí. Chọn nó to ra. Đó kiểu vậy. Được chưa? Rồi cái này thì mình chuyển thành 2 đi cho nó đẹp hơn, đúng không? À. Rồi ok ha các bạn, kéo nó xuống xí, nó đều nhau đúng không? Kéo nó xuống xí, kéo nó lên xí. Rồi ok ha. Rồi tiếp tục á, thì làm sao mà hiển thị ra những cái này này. Thì cái này thì chúng ta vô condition format thôi. Rồi việc của các bạn á, là đầu tiên bấm cái này dùm mình ha. Rồi sau đó vào thẻ home ha. Rồi sau đó vô cái ô này nha các bạn. Mình nhấn mạnh là vô cái ô này chứ không phải cái ô này nha. Ô này này. Rồi vào thẻ home ha. Rồi condition format ha. Rồi sau đó các bạn chọn này này. Đây. Nó sẽ ra một ô này. Đó bấm vô ha. Rồi sau đó ở đây nó hiển thị cái này ra này. Format này, option ha, chúng ta bấm xuống này, thì chúng ta chọn toàn bộ các ô trong cái xung sale á, là cái sale này nè, hiểu không các bạn? Đó, nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta rồi này, được chưa?
Cái thứ hai á, là chúng ta sẽ hiện cái màu xanh này, lá cây rồi tăng từ có nghĩa là màu xanh là nhỏ ha, rồi cao nhất là đỏ ha. Thì chúng ta bôi đen cái này này, đúng không? Các bạn bấm Ctrl giùm mình ha. Đó. Đó. Đó, được chưa? Rồi các bạn cũng bấm vô thẻ Home ha. Sau đó chọn này, Condition này, chọn này giùm mình ha. Đó, cùng chọn màu gì chọn ha. Mình chọn như người ta thì cái này này, được chưa? Rồi ha, rồi sau đó mình sẽ cố định cái này lại này. Cố định này, dòng cột đó. Đó. Rồi bỏ này ra này, cho nó nhỏ lại xí này, nhìn nó được hơn chưa? Rồi muốn các bạn muốn đổi tên thì đổi đây ha, giống giả sử như kia này, đổi tên kia này. Còn cái này là dân su này. Ví dụ vậy nha, các bạn cứ đổi bình thường ha. Rồi thì qua cái bài này á, thì các bạn sẽ hiểu được một điều là gì, chúng ta sẽ xây được một cái báo cáo dựa trên cái condition này, formatting này ha. Thì từ đó chúng ta sẽ nhìn nó dễ dàng hơn đó, người ta nhìn vô các cái màu này á, người ta đánh giá được cái vấn đề nhiều hơn. Nhưng á, trước khi các bạn trình bày cho các sếp á, thì các bạn phải cho các sếp biết là cái màu đó ý nghĩa gì, những cái mũi tên này ý nghĩa gì ha, chứ không là người ta đi mò đó. Đó, đây như mấy cái này này, mũi tên vì sao ha, đó như sóng wifi hay gì đó này, thì các bạn làm thêm được gì, hiểu hiểu ý mình không? Đó, ví dụ mình làm thêm cái này nữa nha. Nó sẽ ngang 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 qua này, thấy không? Còn cái này giảm xuống này, nhìn vô cái biết liền, đúng không? Đó thì tùy các bạn nha. Đó, ngang này, lên này, đúng không? Từ 600 lên này rồi xuống này, nó có vấn đề, nhìn vô cái biết liền, đúng không? Đó thì tùy vào cái vấn đề mà mình cần xử lý để mình làm cho nó tốt hơn. Đó là cái mà mình muốn nói các bạn. Thì các bạn thấy clip này hay, có ý nghĩa thì đăng ký giùm mình và cho mình một like, chia sẻ để nhiều người cùng biết hơn. Rồi mình sẽ ra nhiều clip hơn trong tương lai. Case với những cái case study, các bạn nhớ vào cái danh sách và chọn case study, thì mình chuyên nói về case study thôi nha các bạn. Còn nếu bạn nào cần mà học những cái basic thì comment giùm mình, thì mình sẽ làm cái đó cho các bạn ha. Nếu các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa thì cho mình một like và một chia sẻ. Đặc biệt hãy đăng ký giùm mình ha, để mình ra những video tiếp theo.